cho tìm được thức ăn thường mang về tổ chia cho hải quỷ. Khi gặp nguy hiểm, hải quỷ sẵn sàng về không còn gặp ôm lấy cả cái cách cái đó. Ồ hay quá. Trắng trắng là hải quỷ nè. Trắng là hải quỳ nè, con trắng với tông là hải quỳ nè, đó, con trắng với tông là hải quỳ nè. Con trắng là nó tìm thức ăn được rồi, gì nó chia cho cái con hải quỳ này nè. Thì khi con cá con trắng này nó bị tấn công, bị kẻ thù tấn công thì con hải quỳ sẽ đứng ra bảo kê cho cái con cá con trắng. Quá hay.